Bác thân mến, hôm nay Thao Trinh Cô Gái chia sẻ một khách hàng là ở 135A ấp 1, xã Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, đường Bùi Hữu Nghĩa. Số chứng minh nhân dân là 27094-0358. Ok. Thì các bạn thấy là đây là một cặp chim giống. Một cặp chim giống này. Đó. Rất là thuần đúng không? Đứng rất hiên ngang. Mùa này nó nóng nên mình đã kiếm lại một cái sọt này. Đó. Nó rất là thoáng. Những chú chim của chúng ta rất là khỏe mạnh. Đó. Ăn luôn, đang ăn. Các bác có thể liên hệ vào cái số điện thoại 0163 5305 982. Và các bạn có thể tham gia vào cái kênh Chim Cô Gái Hay ở trên YouTube, trên YouTube và Chim Cô Gái Hay ở trên Facebook, để các bạn giao lưu về chủ đề chim cu gáy của mình. Địa chỉ của mình thuộc cổng trại Đà Điểu, cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đây là khách hàng là 0943294107. Ok ạ. Bây giờ để lúa này, lúa đi đường dài này, nước này. Đấy. Chim này là quá khỏe luôn. Thì bên mình thì giới thiệu với các bác là phần lớn là gột chim non, có nghĩa là chim nuôi sinh sản, không thì mình bón nó từ nhỏ. Nay đi hai chuyến à? Có trên này đấy không? Không, không, chị trừ đi. Có trên này thì chẳng sức hoa thôi. Hôm nay là cái ti cuối mùa là bao nhiêu này? Mình chết nóng. Mấy đưa đây. Đây, có trên này. Đưa lên cho này, một buổi kia là phải 50 đấy nhá. Buổi mà chim bồ câu cũng 50 buổi đấy. Còn đây là 4 buổi, tiền về đấy. Hôm nay mình 250, mình đưa 500 đấy, thưa các bến bãi đấy các bác ạ, coi là cái vả lơi là coi là cái dầm bãi, riêng bãi chuyển chim cho mình thì bà lấy một phát rồi đưa cho bà từ 500 đấy, bà đưa cho mình là bao nhiêu, 350 à, 150 à, ok, tôi kệ, người ta mang cho là tốt lắm rồi, bà chị mà. Đấy, các bạn thấy đây.
đấy các bạn thấy cột điện này. Cột điện này. Đấy. Cột điện này. Số điện thoại thao chim cú gáy đấy và đi đúng là ngõ có cột điện đấy nhá, bên này cũng vậy này. Đấy. Dân dã thôi, ok chứ. Còn nhà mình đi vào đây là một cái đồi hoang mây. Rất là hoang vu. Đấy, sắn hai bên đường. Sắn này, chuối này. Rất là nhiều cây, rất là nhiều chim. Cây đồi. Điện thoại của mình rất là quá tải luôn. Đang quay này. Lúc nữa
đấy không ở đâu có còn giữ lại được cái thiên nhiên ưu đãi như ở đây đúng không ạ? Đấy. Các bạn có thể thấy là ở đây là vẫn còn giữ nguyên được cái rừng hoang đấy, rừng ra động vật hoang dã, rồi những cái tài nguyên đất nó còn rất nhiều. Ở đây không khí thì rất là trong lành các bạn ạ, không khí rất là trong lành luôn, chim muông rất là nhiều, thậm chí cả rắn rết. Về đây làm tổ sinh sôi rất là nhiều. Cái này rừng đồi ấy chim của thao. Các bạn nhìn thấy cái lều và cái tầng bao lưới trại chim của thao.
tròi gác chi đấy. Rất là hoang vu đúng không các bạn, rất là hoang vu. Đây là phần đường đằng sau nhé. Chim và chim, chỉ có chim và chim các bạn nhá. Bố đang quay phim cảnh đi vòng quanh quả đồi nhà mình đấy. Ú Đấy, các bạn thích tìm đến những chú chim, những vườn chim 0163 53 05 982. Còn đây là những chú chim giống của mình. Đây là những chú chim non nữa. Đó. Chim này là chim giống này, ràng ràng với đẹp. Quá trời luôn. Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh Chim Cu Gái Hay để tiếp tục đón nhận những video mới nhất của mình.